Mỗi lần về quê là thích nhất là cảnh này. Người ta gọi tụ nhân là tụ lộc. Ở đâu mà có mấy đứa nhỏ tập trung là lộc má tới. Một cái sân nhỏ của nhà thương khoai lang, mấy đứa nhỏ số nó tới nó chơi. Vui chưa? Trời đất ơi à, vui gì đâu luôn. Một cái sân chơi nho nhỏ. Thôi về tới nhà mà thấy mấy đứa nhỏ là ghiền rồi. Rồi giờ vui nhà. Còn một cái dự án mà lỡ dở đó là một cái tủ sách mà chưa được. Quyên anh nội tới rồi, đang sửa rồi, đang dự đi bỏ cả. Mấy cái đồ chơi hồi xưa mà chị Mây Xanh chỉ hỗ trợ cho mấy đứa nhỏ, bây giờ nó cũng vẫn còn chơi. Còn mấy cái mấy cái gì quay với lại, mấy cái đồ đây. Còn mấy cái cầu trượt để ngoài trời nó gãy trơn mất.